À, xin chào các anh chị nhà đầu tư thì và đi trong phiên ngày hôm nay thì nhìn cho anh chị mình có thể thấy rồi hôm nay anh chị có thể thấy là vào buổi sáng á thì mình đi mình tăng về chỉ số cực kỳ tốt sau 4 phiên điều chỉnh. Và đương nhiên là cái dòng khiến cho đi tăng và nó tăng rất đồng đều thậm chí là cho dù chỉ số vào buổi chiều có những cái sự siêu trở lại đến từ một số những cái con tác nhân thì tí nữa mình sẽ bóc tách sau nhưng mà về cơ bản á, thì chỉ số siêu lại đi chăng nữa thì cái dòng mà buổi sáng kéo về đi đi lên á, nó vẫn xanh như thường đó chính là dòng nào anh chị ngân hàng đương nhiên rồi đúng không đây dòng ngân hàng anh chị nha dòng ngân hàng đúng không sáng xanh nhiều hơn chiều xanh ít hơn một tí xíu thì đa phần nó cũng là như vậy anh chị ha đa đó đa phần là nó vẫn duy trì được cái đà xanh đương nhiên là nó sẽ không đóng cửa cao nhất phiên hình dung ha đó nhưng nhìn chung nó vẫn là những cái tác nhân mà giúp cho bà đi mình có những sự thành điểm rất tốt nhưng mà tới chiều thì anh chị thấy là nó sẽ đến từ một số những tác nhân nhất định làm cho thị trường nó suy yếu cộng thêm nó đạp trụ nữa những hình đầu tiên nha bơm sạc đúng không này vẫn tiếp tục là một ngày buồn của bơm sạc thật ra bơm sạc thì em có nói với anh chị rồi chứ không phải là không em nói vào cái ngày mà nó hút lên á là ngày 11 tháng 7 em thì bán trước đó vài phiên rồi nhưng mà em có nói với anh chị á là trong cái ngày hôm đó Em còn tin nhắn luôn anh chị mình có thể sợ lại đây nè đây, để, cho anh chị coi Em xíu Chuyển qua cái uh, bất động sản Tại này em mượn máy của cái uh, Máy phòng uh, hờ trên công ty Cho nên là cái cách sắp xếp của nó sẽ hơi lộn xộn hơn cái máy tính gốc của em Rồi Nói chung là hôm nay là đất xanh vẫn giảm là đúng không BDR vẫn tiếp tục giảm lại nè Đó nó test lại tiếp <laughs> Nói chung là gì Cũng chính vì cái cây này nè Em có nói trong ngày hôm đó luôn Ngày 11 tháng 7 là nếu như cái cây này mà bất động sản nó hồi lên một cách bình thường ấy thì sao thì có khả năng nó sẽ đủ thành công và nó sẽ lên luôn và không ai dám mua lại hết thì nó lại lên tiếp nhưng trong ngày hôm đó rất nhiều người người ta đã mua lại rất nhiều nhỏ lẻ mua lại cây hôm đó có, Có đúng không đây nè còn giữ luôn đây đây nè vào ngày 11 tháng 7 nè anh chị thấy không những cái con đua tăng bị dí nè đó nè thậm chí á, là cái phiên đó nó hồi lên em mới nói là bất động sản ai còn bán đi anh chị hôm nay á cái số đông á nó đua lại bất động sản đó anh chị ơi anh chị cẩn thận đừng có thấy bất động sản hôm nay hồi mà nghĩ là, là nếu bình thường á là nó hồi một cách bình thường mà không ai dám mua á thì không sao nhưng theo thông tin em biết là nhỏ lẻ đua lại bất động sản rất nhiều đây nè anh chị thấy hoa sen yếu hẳn không cái bên mà đua hoa sen cái bữa hôm đó đó là cũng là cái bên mà đua lại bất động sản trong bữa hôm đó luôn có nghĩa là một lượng nhất định đua vào bất động sản trở lại và cái cây đó chính vì cái nhịp đó mà nó bị cục lại nữa dẫn đến là gì bất động sản bị đua ngược trở lại vào những cây ở dưới đó cho nên cái việc hôm nay nó bị rủ lại tiếp một lần nữa nó làm cho chỉ số và ni mình nó khẩn lại hình dung không vào buổi chiều cũng chính tụi nó là những cái tác nhân chính thôi điển hình thêm là một số những con trụ ví dụ như blx đó hôm qua thì tăng rất cao hôm nay thì ta giảm ngược lại rồi novaland đúng không cũng là một tác nhân cổ phiếu trụ và cũng nằm trong bối động sản giảm tiếp hình như là như thế đúng không những con này nó cũng đỏ nhẹ nè nhưng mà masan á là một con anh chị cực kỳ chú ý vào một vài vài ngày tới nha lên đấy hình như mà nói chung chỉnh thì mình mới để ý chứ tăng thì mình cũng chả nhìn đó bng à. bng hôm nay sáng tăng tốt đấy nhưng mà chiều nó vẫn đóng về lại cái phần dưới thôi cái này dùng một vài phiên nữa anh chị chú ý nói chung bng vẫn là một con trong tầm nhắm nha hôm nay nó đạp một số trụ nè đó vinh Hom nè vinh hôm hôm qua cũng bị đạp hình như nhà vinh cũng bị nhỏ lẻ đu nhiều luôn à cũng có nhỏ lẻ vô nhà vinh rất là nhiều đây nè em nói nè đúng không hút lên hai cây thấy chưa đua vô nó cục đầu lại chỉnh về lại ngay đó lưu ý ha đó, những tác nhân bởi trụ rồi này kia thì nó dẫn đến là đó chỉ số VN nó siêu ngược trở lại vậy thôi chứ thật ra hôm nay cũng không có gì nổi trội đâu anh chị cũng rất là bình thường ha à, về cơ bản sáng dòng ngân hàng kéo chiều dòng ngân hàng siêu lại xíu nhưng mà vẫn xanh và ngược lại những cổ phiếu khác thì đương nhiên nó vẫn sẽ vận động tùy theo cung cầu nói chung cái con nào mà bị đua nhiều nè nhà đầu tư cắt chưa hết nè thì chiều nó dí lại là bình thường đúng không mình cũng chả mua mấy con đấy ví dụ như em em này cũng chả mua mấy cái con dòng phân bón rồi nè đó thấy không sau một quá trình nữa không nó rủ rủ lại nó rủ nữa Đấy chưa ác liệt không những cái người nào mà đua cái cây này là thôi cỡ một vài ngày nữa là chết kiểu gì cũng tá hỏa đây nè thấy chưa em nói rồi những con đua cao hay trước sau gì nó không rủ lại à cho nên nó mua đua đi thấy cảnh nó rủ cho thấy cảnh luôn ấy nha nè rủ lại này thấy chưa rủ lại hết nè đó dễ gì mà nó cho ăn cho nên là đã nói rồi thời điểm này mua đuổi là đi hình dung chưa Nè mấy con cao cao này thấy chưa Cao cao nó rủ cho con cái là đè thấy chưa Đằng nào chả lắp ghép mấy ngày trước đã cảnh báo rồi Thấy chưa hôm nay á, là gọi là đỉnh điểm luôn Có nghĩa là những cái ông mà đua trên đây nè Có thể là cái ngày này nó xanh lên mấy ông chưa bán đúng không Nhưng hôm nay chắc chắn mấy ông bạn Chắc chắn luôn Mấy ông còn sót là mấy ông cút hết Đó mấy ông phải chạy hết là ok Nè thấy chưa đó nó giật giật cho mấy cây đó đu đu lên cái nó giật lại đu đu cái nó giật lại đu cái, cái nó giật lại đó giật cái gót bập bát bập bát, bát thì nè đó chứ đua lên cái này giật lại nó chung á chỉnh thì không mua đâu tới lúc cái cây hồ hồ lên á là thấy giữ đặt ngược lại một cái là rồi xong nhả ra hết nè thấy chưa đa phần là cái này rất quen thuộc cho nên đã dặn rồi cổ phiếu đua rồi chạy nước miếng không chạy nước mắt tha chạy nước miếng đừng chạy nước mắt rồi chưa hôm nay dòng thép hôm nay cũng rung rung nè cũng còn rung nhưng mà nói chung dòng thép thì em nghĩ là bán cũng bán hết rồi nghe những... Em nói anh chị rồi đúng không? Cái cây này nè, cái cây này của con hoa sen á đúng ra là em tính bắt rồi. Em tính bắt rồi chứ không phải là không, nhưng em nói rồi nếu nó đóng thấp nhất viên em sẽ bắt. Nhưng mà vô tình lại có một cái lực cầu người ta bô người ta mua con này. Ngược trở lại thành ra nó phải rủ thêm một nhịp nữa. Thì rủ ở đây là coi bộ gần hết rồi đó. À volume ok, nói chung ai muốn bán sẽ cần bán. Được chưa? Ai muốn bán là sẽ bán, cần bán là sẽ bán. Đó, nó chính xác là như thế. Rồi. Sau một vài ngày nữa, con hoa sen này mà có giá ok mốt có gì đâu đúng không nam kim thì nam kim thì cân bằng rồi không sao hòa phát cũng cân bằng rồi bây giờ cái vùng này nè giống như hôm qua là em có mút hòa phát giá thấp nhất phiên luôn cứ thấp mua ờ à, chỉnh đi mắc gì không mua à, lại bữa bữa nổ lên thì mấy ông dám mua mà sao chỉnh mấy ông dám mua ờ à, ngủ đời vậy đó sao ấy đúng không à, chỉnh sống mua đi trời đất ơi hình dung ha có gì đâu không mua được trời chỉnh lo mua đi chứ Nhung không nè bé R đấy không? hướng lên lại những cái vùng kháng cự em nói rồi lên trên đây thì em chưa đánh giá rủ xuống lại BVT nè đó BVT là hút cái này lên cân bằng tí xíu Nói chung cái vùng này là sắp sửa đẹp rồi đó giờ thêm tí xíu nữa là mua được rồi đẹp trai ha đó, sắp ok rồi nè rồi mấy con này bình thường ha bâu nè bâu không tăng đâu bâu thì đã nói rồi cái cây này nó nổ pheo như thế này là biết rồi biết nó lình xình lại rồi đúng không ạ à? nó mình nói chung mình tư duy rất là dễ con oi này con oi này ngày mai đỏ chắc chắn luôn mai kiểu gì nó cũng đỏ xuống lại đây chưa? nguyên tắc không có đua tăng tăng là phải có hàng được chưa tăng là phải có hàng giống như bê nè người ta có mới ok chứ anh chị đua vào cây hôm qua là cũng dính nữa được chưa nhưng mà mấy con này thì thường em nghĩ là không đua nhiều đâu nhà tư cũng ít đua tại vì nó cao rồi ít ai mua giờ đứng ngoài nhiều đứng ngoài với lại đua đua và nói chung là cũng đua mấy cái mẻ mà ở dưới dưới á nó nó rủ cho ngược lại một cái là bơm sản nè nhà vinh nè nhà thép nè đó mấy con đó là bị đua nhiều hoặc là mấy con như cảng biển à, mấy con cảng biển và mấy con thủy sản bảo hiểm phân bón nói chung là cứ đua bờ là đi bụi hết có thể là ngày 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 hôm trước chưa bán nhưng ngày hôm nay sẽ bán hình dung chưa nhưng mà buổi chiều bắt đầu nó dí thêm một cái nữa đó là bắt đầu nó tùa ra và nó đạp một số con trụ đó rồi băng á, buổi sáng nó cũng xìu hơn tí xíu so với lại buổi uh, những cái đóng cửa xanh vào buổi sáng thành ra đương nhiên chỉ số nó tuột về lại quanh quanh tham chiếu thế là hóa ra về ni mình ngày hôm nay lại tiếp tục là một phiên tăng con điểm đúng không đỡ vỏ nhưng xanh lòng có nghĩa là băng thì nó vẫn lên nhưng mà thị trường thì nó lại xìu dung ha đó vậy thôi nói chung quan điểm mình có gì đâu thay đổi em chả gì thay đổi đó nói chung mấy ông mà cứ nhảy ra nhảy vô một hồi nó nó quật nó quật trời ơi. giống như con cá con, con, cá mà mới lên bờ mà nó dãy vậy đó nó dãy đành đạch đành đạch đành đạch nó dãy hồi mệt là 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 cũng nằm à ta nói tới lúc nằm á à, tới lúc mà mệt rồi nằm hết rồi đã bắt đầu thị trường nó mới đánh thật thì nó mới là đúng còn nhưng mà trước khi đánh thật là mấy ông cứ cười giặt cười kìa đó mấy ông cứ cắt cỡ bóng lần là đi hết à tí như em nhắc à nói chung là gì chống cự à cố gắng nó dịch trong lúc thị trường không có biên mà tại sao lý do gì cố ăn dịch thì đơn giản là vào trẻ thấy giờ uh, tư duy uh, view từ dưới lên là thay đổi quan điểm ta nói rồi dặn rồi phải lan ăn thì phải lan tỏa ra đừng có thay đổi quan điểm đứng ngoài đứng ngoài luôn đi cứ vô hoài đúng không cứ vô hoài mà rồi vô nó rủ cho nó làm cho mấy nhát đúng không mất lòng tin về cuộc sống Tới lúc nó quýnh thiệt rồi mấy ông đâu có vô nữa Cái đó quan trọng nhất rồi mấy ông vô Hình như không À chỉnh đi cứ mua bình thường Ai mua rồi thôi Vì cổ phiếu tính ra Cổ phiếu hệ thống nguyên đi Trời nguyên đồng dưới không làm gì hết trơn Trái nhắc Mua thêm mấy con cũng nằm im cũng Mình quy tắc là gì mình không đua cổ phiếu tăng Thì có cái việc gì đâu mà thay đổi đâu mà, mà phân tích cho nhiều Hình như không Nhảy ra nhảy vô Mệt nhưng ha đó vậy thôi chứ em có gì đâu nói và em nói anh chị rồi quan điểm hệ thống nguyên không thay đổi đâu vừa ngàn ba anh chị nha vậy thôi còn việc trung đủ giữa đường tận cùng của sự chán nạn là điều cần thiết đó phải làm sao mà cắt ra đừng có mua lại nữa à cứ cứ, cố gắng cứ thọt vô hoài à cứ, 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 cứ ráng kiếm con nào thọt vô mấy chịu tâm lý số đông là vậy đó anh chị cứ ráng kiếm cái con nào ở trên trên nó thọt 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 vô à, là nó chững chững lại với ông cắt cắt cắt, cắt, ra là rồi nó kéo ngược lên cái là dính hết Hình vô không mà quan trọng là khi nó kéo ngược lên á là nó kéo những cái con mà mà, mà mình mới cắt ra là cái thứ nhất cái thứ hai là nó kéo những cái con mà người ta rất là chán tới lúc nó kéo lên đâu có hàng đâu đúng không rồi cuối cùng phải đi kiếm cái con nó mua lại thì lại vô tình đẩy mình là một trạng thái giá cao tiếp có nghĩa là luôn luôn đẩy mình vào một trạng thái giá cao thế ra có nghĩa là mình không nhìn được xu hướng của thị trường Hình như không không được xu hướng trường quan điểm cá nhân của mình bị thay đổi liên tục mình bị lá nó vặn tâm lý à, Nó bẻ nó bẻ đâm đớp đâm đớp luôn ở dưới thì, thì thì vừa cắt ở dưới đây một nhịp nè Đúng không? Cắt cái đớp rằng cái Thì nó giật lên khó chịu không? Cắt cái đớp một cái là nó giật lên Đó Thì tôi nói rồi ở đây tôi biết người mình thấy không? Rồi kéo lên đây ở Đây không vô đâu đu vô đây một cái vô đây vài phiên ăn được mỏng như tờ lá chuối đủ cho rủ ở đây cũng ráng đu lại vài con ở đây này nó rủ tiếp đúng không nhìn chỉ số thì không thấy rõ nhưng nhìn cổ phiếu rất nhiều con mình sẽ hiểu được những cái trạng thái này hiểu không ai hiểu không tự hiểu thôi tự nhìn lại danh mục của mình coi có phải mình giao dịch vậy không đó mình giao dịch có hệ thống chiến lược thì ta không có làm gì đâu dung nha rồi Cảm ơn chị rất là nhiều dành thời gian tối nay xem video của Nguyên nếu chị tới hay cho Nguyên một like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo mới nhất khi Nguyên ra video ở dưới phần mô tả có một số những cái dịch vụ của gia đình anh chị mình hoàn toàn có thể khi nào cần anh chị mình hoàn toàn có thể liên hệ anh chị ha đó trên hình nền của kênh cũng có rồi cảm ơn chị rất là nhiều hôm nay làm video ngắn thôi chứ cũng chả có gì để nói cả đúng không sáng rồi cổ phiếu mình vui đi chiều đó vẫn dậy <laughs> thì có gì đâu đúng không ừ, cũng băng đồ vẫn xanh lại vẫn lên cổ phiếu nuôi của mình mà nói chung là em không có mở rộng danh mục thêm một số con mình em chỉ mở thêm một con hai con thôi đó Chứ em không có mua cổ phiếu nổ nhưng mà mình em cũng chả biết nói gì em đâu đua nổ đâu em đâu đi biện minh mấy con nổ làm gì đúng không em nói em chỉ dặn anh chị là giai đoạn này chưa đánh nổ vậy thôi tất cả con nổ em đều không chơi đó đó là cái style của mình mình quan điểm từ đầu như thế chỉnh thì em can được em rất thích cổ vi chỉnh đó, ok ha Rồi bây giờ bắt đầu nha Bắt đầu sẽ có những góc nhìn là Ôi thị trường bến lần mà nhiều lần không vượt cái gì đấy Là bắt đầu sẽ có những người bắt đầu cược xuống tiếp Đó, quay về cái biên xuống Rồi nhiều khi nó nó giật lên cái là lại về biên chế Nói chung là nó, cái tâm lý nó cứ bị quay cuồng rồi đó Thấy chưa, không có nhất quán À, là không ok chị nha À, như khi đoạn này anh chị ngồi im đi phải khỏe không Tính nó ngồi im chả có vấn đề gì Chỉnh thì mua không, chỉnh thì thôi Đúng chưa, ngồi im là, là nó, nó đâu có vạ chuyện ra cũng mình không được chưa hình dung ha rồi ok cảm ơn chị rất là nhiều nha nếu anh chị thấy hay cho em một like và đăng ký kênh nhé ừ. để những bữa này em livestream hoặc làm video thì anh chị mình có thông báo để anh chị mình tham gia rồi tất cả thông tin này dưới phần mô tả nha anh chị nhớ check qua một lần ai có nhu cầu gì rồi cảm ơn chị mình rất là nhiều chúc anh chị mình một buổi tối của con euro rồi cấp ba america rồi là hết rồi đó được chưa hết những em bết ngủ hết như sự lo lắng trong giấc ngủ là hết rồi đúng không các chị vợ thì cũng 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 mệt với ông chồng coi đêm à, mấy anh đam mê thì coi mai cũng mệt đó mọi thứ đã kết thúc đúng không quay lại đời sống thường nhật Đó, à, ok ha rồi cảm ơn chị bình rất là nhiều